Lâu nay, việc ăn uống tại hàng quán vỉa hè đã trở thành thói quen của một bộ phận người dân. Đã có không ít những vụ ngộ độc từ thức ăn đường phố. Gần đây nhất là vụ ngộ độc bánh mì xảy ra ở tỉnh Đồng Nai, làm hàng trăm người phải nhập viện, trong đó có người tử vong, khiến mối lo về an toàn thực phẩm nóng trở lại. Đặc biệt mùa hè, thời tiết nắng nóng, vi khuẩn trong thức ăn càng dễ sinh sôi nếu không bảo quản cẩn thận. Nguy cơ ngộ độc càng gia tăng. Những chiếc xe đẩy bán hàng rong hay quán ăn vỉa hè như thế này có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu tại khu vực cổng trường học, cổng bệnh viện, khu dân cư đông đúc từ nông thôn đến thành thị. Thức ăn được chế biến sẵn, phong phú, đa dạng, giá rẻ, tiện lợi nên được nhiều người lựa chọn, nhất là giới trẻ. Bình thường thì em cũng là một người hay ăn đồ ăn nhanh ấy ạ. Em lựa chọn mấy cái món như là bánh mì, là xôi. Bộ Y tế quy định người kinh doanh thức ăn đường phố phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như nơi chế biến phải sạch, không để lẫn thức ăn chín và sống, thức ăn phải được bày trong tủ kính. Trên thực tế, các xe đẩy quán ăn vỉa hè như thế này vẫn chưa đáp ứng quy định. Có những nơi ví dụ như là họ chưa được đậy cái thực phẩm vào an toàn để cho ruồi muỗi bậu vào thì nó rất là ảnh hưởng đến cái thực phẩm. Thời tiết oi nóng, thực phẩm không được chế biến, bảo quản cẩn thận, dễ bị ôi thiêu. Việc không đảm bảo nguồn gốc, quy trình sản xuất, bảo quản là những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái thực phẩm, thức ăn nhanh đường phố tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ liên quan đến cái sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tiêu hóa của chúng ta. Rất nhiều vi khuẩn, virus, vi nấm là có thể là luôn luôn tiềm ẩn ở những cơ sở mà không đảm bảo an toàn. Khi bất kể có một cái dấu hiệu nào đó ảnh hưởng sức khỏe, ví dụ đau bụng, buồn nôn, đi ngoài, hoặc sốt, hoặc mệt, hoặc là thầm khó chịu, vân vân, thì chúng ta phải luôn luôn lưu ý là cần phải đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và các bác sĩ tư vấn cho. Hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không có địa điểm cố định, cơ sở vật chất hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đòi hỏi công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng cần phải quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên vỉa hè. Thứ tiên là sẽ thực hiện việc ký cam kết để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là yêu cầu các chủ sở, chủ kinh doanh là phải chấp hành đầy đủ các quy định về luật an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra thì cũng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm. Và Ủy ban phường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tích cực kiểm tra giám sát cũng như triển khai các cái hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa không để xảy ra ngộ độc thực phẩm xảy ra đối với tất cả các loại hình, không chỉ riêng đối với thức ăn đường phố, thức ăn nhanh, các cái cơ sở kinh doanh thức ăn nhỏ lẻ. Để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, người dân nên mua thức ăn chế biến sẵn ở địa chỉ tin cậy, không sử dụng các sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó góp phần hạn chế các vụ ngộ độc xảy ra.